Hồng Kông triển khai đèn giao thông đặc biệt cho những người thích vùi đầu vào điện thoại. Người đi bộ sang đường mãi nhìn vào màn hình điện thoại là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ va chạm giao thông. Giờ đây, đèn xanh đỏ sẽ chiếu thẳng vào đầu những người đi bộ đang chờ trên vỉa hè trước khi đi vào lòng đường. Hiện tại, đèn giao thông với thiết bị mới đang được thử nghiệm tại 4 ngã tư đường ở Hồng Kông. Trong 6 tháng, các quan chức sẽ xem xét hiệu quả của nó trong cuộc chiến chống lại những người đi bộ thiếu chú ý khi ra đường. Trước đó, tại thủ đô Tel Aviv, Israel đã đưa vào sử dụng hệ thống đèn trên mặt đường để giúp người dân nhìn rõ nhất những tín hiệu giao thông. Theo đó, những vạch sáng xanh trên vỉa hè không phải là đèn sáng, mà là đèn giao thông. Hệ thống đèn mới này được lắp đặt trên khắp các con phố ở Tel Aviv, Israel nhằm giảm thiểu tai nạn giữa người đi bộ sang đường và xe cộ đang lưu thông. Ngày nay, xu hướng sử dụng công nghệ ánh sáng trong việc đảm bảo an toàn giao thông đang được triển khai ở rất nhiều thành phố lớn. Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!